Người giận là em mà. Anh giành vai cái gì? Em không biết hai ngày nay anh đã trải qua chuyện gì đâu. Tính ngưỡng của anh sụp đổ. Có phải em hại anh đâu. Con người em trong sạch, bụng dạ thẳng ngay tới cùng. Nếu như anh mới phát hiện đã nhìn lầm em, thì chỉ có thể chứng minh mắt anh mù. Em chặn số mẹ anh thật à? Em không chọc nổi nhưng mà né được. Em còn muốn chặn luôn cả con trai của mẹ anh. Sao? Có giỏi thì lườm em đi. Có giỏi thì em nhìn anh lườm đi. Chán em ghê. Rồi, đùa thôi mà. Cho anh chị trà hoa cúc. Cảm ơn. Mời dùng.